chưa mặc cà sa ngại việc nhiều, mặc rồi việc lại triểu dai thêm. Tương truyền rằng, trong khi Đức Thế Tôn đang an trú tại xá vệ, thì có cậu thanh niên, con trai của một trưởng ti ngân khố, đến gần một trưởng lão đang đứng khất thực trước nhà cậu và hỏi: Bạch trưởng lão, con muốn hết khổ, xin trưởng lão từ bi chỉ cách cho con giải trừ đau khổ. Vị trưởng lão chắp tay chú nguyện và tiếp: Hay lắm, nguyện cầu thập phương tam bảo gia hộ cho cậu được an lành. Nếu muốn hết khổ thì hãy phát tâm bố thí cúng dường y phục, thực phẩm, phòng xá, thuốc thang vân vân cho tăng chúng. Hãy chia gia sản ra làm ba phần: một phần để cậu kinh doanh, phần thứ hai cho vợ con, và phần thứ ba phụng sự tam bảo. Hay thay, bạch trưởng lão. Cậu thanh niên hứa làm đúng theo lời dạy của vị sa môn. Sau đó cậu lại hỏi: Bạch trưởng lão, con còn phải làm gì nữa? Nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và thọ trì năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Hay thay, bạch trưởng lão. Cậu nguyện thọ trì tam quy, ngũ giới. Rồi cậu hỏi tiếp: Còn gì nữa, bạch trưởng lão? Còn chứ, sau năm giới đến mười giới, còn nên giữ thêm năm giới nữa. Tức là không được mang hoa, thoa hương, đánh phấn, không được ca, múa, đàn, hát, hoặc đi xem, nghe, không được ngồi giường cao sang, trọng lớn, không được ăn, lắc nhắc, phi thời, và không được cất giữ vàng bạc châu báu. Con thọ trì được không? Thưa được, bạch trưởng lão. Cậu phát tâm tôn kính tam bảo và giữ gìn giới luật tinh nghiêm, nhưng cậu lại hỏi: Còn gì nữa, bạch trưởng lão? Còn việc duy nhất nữa là cậu nên xuất gia làm sa môn như bần tăng đây vậy. Cậu thanh niên vô nhà thưa với cha mẹ, rồi theo trưởng lão đến gặp Đức Thế Tôn, xin quy y và làm đệ tử ngài. Sư được hai trưởng lão hướng dẫn tu tập, một là thầy giáo thọ chuyên về luận lý, và một là thầy giám luật chuyên về giới luật. Khi học với thầy giáo thọ thì phải đạt cách lý luận sắc bén, ngữ khí hùng hồn, thế này hợp lý, thế kia phi lý, vân vân. Còn khi đến với thầy giám luật thì đâu là dung nghi đỉnh đặc, ngôn hạnh đoan trang, chỉ trì tác phạm, vân vân. Rồi còn phải khất thực thiền hành chấp tác. Ôi sao mà phải học, phải nhớ, phải làm nhiều thứ quá, mệt quá. Cậu đâm ra chán nản, thối chí và thầm nghĩ: Ở đời vốn khổ, vô chùa thoát khổ nhưng lại khổ hơn. Đúng là vị trước cà sa hiềm đa sự, trước đắc cà sa sự cánh đa. Thôi thôi, ta phải về lại với cuộc sống gia đình, tự do hơn, thoải mái hơn, nhất là với vai trò một gia trưởng. Khỏi phải trùng tuyên văn nghĩa và lễ nghi cung cách gì cả. Từ đó, sư đâm ra hoang mang, thất vọng, bất mãn, không thiết tha học hành và thực tập thiền quán. Sư mỗi lúc một gầy guộc, hốc hác, da thịt nhăn nheo, gân cốt nhô lên khắp người. Tâm trạng chán chường, mệt mỏi, dằn vặt sư, khiến cho toàn thân mang đầy sẹo dẫy. Thấy sư tiều tụy cả thân tâm, các chú điệu và sa di đến thăm sư hỏi: Sư đi đứng nằm ngồi ở đâu mà mang bệnh tội nghiệp như vậy? Đừng buồn nghe, chắc sư bị ung thư quá. Thấy sư ngày một teo tóp, da thịt rúm ríu, gân cốt lồi ra, còn sẹo sọ đầy người nữa chứ. Sư đã làm gì đến nông nỗi này? Tôi chán quá. Vì sao vậy? Sư kể hết tâm sự cho các chú nghe. Các chú kể lại cho hai thầy giáo thọ và giám luật biết. Thế là hai trưởng lão đưa sư đến gặp Đức Thế Tôn. Thấy các sa môn đến, Đức Thế Tôn hỏi: Các thầy đến có chuyện chi? Bạch Thế Tôn, sư này nản lòng, thối chí, không thích tu nữa. Sao vậy? Các thầy nói thế có đúng không? Dạ, thưa đúng Bạch Thế Tôn. Thầy bất mãn về chuyện gì? Bạch Thế Tôn, con đi tu để cầu mong thoát khổ, nhưng vô chùa thấy còn khổ hơn,
đến thầy giáo thọ thì phải nghe, phải thuộc những đoạn văn lý luận dài dằng dặc. Còn đến thầy giám luật thì phải luyện tâm dưỡng chí, trụ chỉ oai nghi với những giới luật khắc khe vi tế. Mệt quá. Bạch Thế Tôn, con muốn hết khổ nhưng lại chút khổ vào thân. Ở đây con nghĩ không còn một kẻ hở cho con gian tay hít thở khí trời. Bạch Thế Tôn, cho con về làm chủ hộ đỡ khổ hơn làm thầy tu. Này, thầy muốn giải thoát khổ đau, vậy mà thầy không hàng phục được một điều gây ra đau khổ. Dạ, điều gì Bạch Thế Tôn? Thầy có thể điều phục được tư tưởng của thầy không? Dạ, con có thể Bạch Thế Tôn. Vậy thì hãy nỗ lực phòng hộ tư tưởng của thầy. Ngài đọc kệ: tâm tế di khó thấy, dung dúc theo dục trần. Người trí phòng hộ tâm, phòng tâm thì an lạc.